Đây, đây giật cái này, nắm cái này. Mày cao cao nhờ bà, ông thúc cái này giật cái này. Cao không, câu cá là phải chinh phục nó mới sướng chứ này. Ai trên xúc? Thế tao tưởng là xúc. Anh nhìn cái cần này. Khuyến gặp tròn luôn này. Nào, lên. Ui, 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 ui. Úi rồi. Khủng. Đấy, đúng rồi. What's up anh em, chào mừng anh em đến với Lạ Vlog nha. Ok anh em, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một cái thí nghiệm, tiếp tục làm một cái kiểu chế chẩm cũng như là thử thách với cái đồ siêu nhỏ. Nghe có vẻ là anh em thích những cái đồ siêu nhỏ mini đúng không em? Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái cần câu siêu mini bằng tre và cái này nha anh em ơi. Đây, một cái máy câu từ cái cần câu là cần câu bút anh em ạ. Nhưng mà trước khi vào video thì cho anh em xem cái này. Đó, rất là đáng yêu anh em ạ. Tùn. Anh em muốn mình đặt tên cho mấy chú cú này là gì thì anh em hãy comment phía bên dưới nhá. Ok anh em ơi, bây giờ mình đã có một cái máy câu này nhưng mà vẫn thiếu một cái cần câu anh em ạ. Ok anh em nhá, đây là một cái cành trúc anh em ạ. Hôm qua mình đã chặt được. Sau đó là mình đã mang về kia mình phơi một ngày để cho nó bớt tươi đi rồi. Đây anh em còn nhìn cái vút nó rất là nhỏ anh em nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Ok anh em ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái gọi là chế tạo, sau đó là một cái thử thách. Và trong video này thì các bạn ai mà muốn chơi cái thử thách này với mình thì ngay bây giờ hãy comment số 1 xuống dưới nhá. Ok, sau đó là chúng mình sẽ tạo ra một cái thử thách. Mình thua thì mình chịu phạt. Các bạn thua thì các bạn phải chia sẻ video này trên Facebook. Ok, ai mà đồng ý chơi thử thách này với mình thì hãy comment số 1 đi. Ngay bây giờ hãy comment số 1 đi. Mình sẽ chế theo kiểu cần câu lua nha anh em ơi. Cần câu lua là gì thì tí nữa mình chế xong thì anh em sẽ biết. Đấy, rất là mềm anh em ạ. Anh nhìn này. Để xem là cái cần câu này của mình có chịu được cá to hay không. Đấy, mình sẽ thử thách chiến đấu với cá to xem sao nha anh em ơi. Chắc là nhiều bạn chưa biết đến cái kênh Lạ TV thì là kênh Lạ TV là kênh phụ của mình và sắp tới mình sẽ sản xuất nội dung mới ở trên đó. Vẫn là nội dung kiểu thử thách sinh tồn, trải nghiệm sinh tồn núi rừng thôi, biển thôi. Thì các bạn hãy, những ai mà chưa đăng ký cái kênh Lạ TV ấy thì hãy qua kênh Lạ TV đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Và cũng như là chuẩn bị theo dõi những cái series mới trên kênh Lạ TV. Hãy đăng ký kênh Lạ TV để giúp cho kênh Lạ TV sớm đạt 50.000 người đăng ký nha anh em ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt tay vào chế cái cần câu siêu mini siêu nhỏ và chiến đấu với cá khủng. Ok anh em, và công việc đầu tiên của mình đó chính là phải dọn sạch những cái mấu xương này đi. Dọn làm sao phải thật khéo để cho nó không bị ăn thịt vào những cái thân chính này. Nếu không là sẽ rất là dễ bị gãy anh em ạ. Đó, phải gọn làm sao cho thật là cẩn thận và thật là kỹ anh em ơi. Đến cái đoạn này rồi thì anh em phải tuyệt đối rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ và nhẹ tay anh em ạ. Chẳng may mà trượt con dao một phát nó lẹm vào cái thân chính này là coi như vứt cả cần đi luôn. Đó, những cái đoạn mấu này nó rất là khó làm luôn anh em nhìn này. Mình làm với cái bút nhỏ hoắt rồi này anh em ơi. Rất là mềm luôn anh em ơi. Ok anh em, sau khi mà mình đã vót xong và mình đã uốn xong em nhìn này. Mình hơ lửa, mình uốn. Nếu mà anh em nào mà chưa biết uốn cần câu ấy thì anh em có thể dùng cách đó chính là hơ lửa. Nhưng mà không được hơ quá nóng và hơ quá cháy, nhưng mà chỉ hơ hơi hơi thôi. Để khi nào mà cái thân tre nó tạo ra một cái lớp kiểu dạng nhớt nhớt dính dính ấy thì anh em có thể dùng cây vải, dùng khăn vải anh em uốn. Uốn theo chiều mà anh em thích. Đây anh em. Đầu tiên là nó rất là quăng veo ngoằn nghèo nhưng mà bây giờ mình uốn nó ra hình cần câu rồi anh em nhìn thấy chưa? Đó, ra hình cần câu rồi. Ok, và bây giờ là công việc của mình là đây. Mình có tạo ra một cái vài cái này gọi là dẫn dây đây anh em ơi. Đây là cái nhỏ nhất này. Đây là cái to nhất này. Cái này có tác dụng là dẫn dây để dây đi đúng hướng anh em ơi. Thì cái nhỏ nhất này sẽ ở trên mũi. Và cái to nhất này sẽ ở dưới cùng nha anh em ơi. Đây anh em nhìn này. Đấy. Mình sẽ quấn bằng dây chỉ, sau đó mình sẽ cố định bằng ken 502 nha anh em ơi. Mình cứ làm thế từ giờ đến cho đấy hết cái cần câu là xong. Đấy, anh em nào chưa đăng ký kênh Lạ TV thì anh em ơi, hãy đăng ký kênh Lạ TV để cho Lạ TV sớm đạt 50.000 người đăng ký nha anh em ơi. Sắp tới là kênh Lạ TV sẽ sản xuất nhiều nội dung mới trên kênh Lạ TV đấy anh em ạ. đã sẵn sàng để thực hiện thử thách cùng với Lạ Vlog chưa anh em ơi? Trời ơi, nó quá đẹp luôn anh em ạ. Cứ như kiểu là mấy nghệ nhân của Nhật Bản làm cần câu bằng tre này anh em ơi. Anh em nhìn này. Đó. Đây, để mình quay vào cái chỗ sáng này cho anh em dễ nhìn hơn này. Đây, em thấy chưa? Máy câu này. Đấy. Đi các cái ống dẫn này rất là đẹp luôn anh em ơi. Đấy, vút nhọn hoắt anh em ơi. Anh em tiếc gì một like cho cái cần câu tự chế này của Lạ Vlog. Em nhìn quá là mềm luôn anh em ơi. Thấy chưa? Yo yo, ok anh em. Đây, mình đã hoàn thiện cái cần câu của mình, em nhìn này. Cái vút này, đấy, mềm chưa? Ok nhá, mình đã vào lưỡi, vào phao, vào chì, tất cả mọi thứ ok rồi, máy câu cũng đã ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào cái cuộc thử thách, cuộc thi đấu này nha anh em ơi. Thì hôm nay phần thưởng, thì hôm nay là cái hình phạt nó sẽ tăng lên nha em ơi. Ví dụ mà mình thua thì mình sẽ phải chống đẩy 15 cái trước mặt các bạn. Còn nếu mà các bạn thua thì các bạn phải like video cũng như chia sẻ video lên trên Facebook. Ngoài ra thì các bạn hãy đăng ký kênh Lạ TV cho kênh Lạ TV sớm đạt 50.000 người đăng ký nha em ơi. Hôm nay là mình sẽ phải câu 5 con cá. Mặc dù trời hôm nay rất là lạnh, mình phải mặc thêm áo này. Trời rất là lạnh thì là đồng nghĩa với việc là cá cắn rất là kém. Nhưng mà mình vẫn tăng lên, hình phạt tăng, rồi là nhu cầu, yêu cầu cũng tăng luôn. Ngày hôm nay mình phải câu được 5 con cá. Nếu mà không câu được 5 con cá thì mình sẽ phải chống đẩy 15 cái cho mà các bạn. Ok, ai đồng ý tham gia ngay bây giờ hãy comment số 1 cho mình. Ai đồng ý tham gia thử thách cùng với mình, tức là thi đấu với mình đấy, cá cược với mình đấy, thì hãy comment số 1 ngay bây giờ nhé. Ok, hôm nay khả năng là hơi khó anh em ạ. Thứ nhất là cần rất là mềm. Thứ hai là trời hôm nay khá là lạnh. Đấy, may quá, cắn. Trời lạnh lên cá cắn rất là ít luôn. Khi nào mà trời nắng lên xem mình thắng các bạn là cái chắc anh em ơi. Cắn. Ôi, suýt được anh em ạ. Cắn. Nhảy. Tha đi. Nhảy mạnh phết anh em ạ. Được. Trúng rồi. Một con. Anh em ơi, con này nhỏ, con này nó không xi nhê gì anh em ạ. Nhìn này, cần rất là cong này, anh em thấy chưa? Con này nhỏ không xi nhê gì luôn. Một nháy. Ok nha em ơi, một nháy đầu tiên. Nhưng con này là giống kiểu dòng là cá thả rồi, cá trắng rồi nên mình sẽ thả nhá. Nhưng mà một con đầu tiên rồi. Ok, còn 4 con nữa thôi. Mạnh lên. Cá rô. Suýt được anh em ạ. Cắn mạnh đấy. Anh em nhìn thấy cắn bốc sướng không? Mày cũng được ạ. Làm một phát thay đổi phong thủy để xem là có may mắn hơn không nha anh em ơi. Phát này là phải cố gắng câu được con cá chim to này. 1, 2. Đó, quăng cũng xà phết. Nào. Chim ơi chim, chim vào đây. Cá. Mày chạy à? Được rồi anh em ơi, anh em mình nhìn này, cần câu này. À, mày chạy đưa thoát, từ từ, không lên vội, cần yếu không lên vội. Để mình xem con gì nhá. Ui. Chép anh em ạ, chép anh em nhìn cái cần này. Víu luôn. Từ từ, con này khá to đấy, từ từ thôi. Thấy chưa? Được đấy nhờ. Ngon. Con này là con cá chép vừa chứ không phải chép to lắm đâu anh em ạ. Đây này anh em ơi, con này nó kiểu bị làm sao này, cái đuôi này. Nhìn thấy chưa? Đấy, cái đuôi này khả năng là bị con gì cắn rồi. Khả năng bị con gì đuổi nó cắn rồi, nhưng mà hình như đang mọc ra hay sao, nó đang mọc thêm ra này. Đấy, đuôi này. Rồi cái bụng này nó bị làm sao này. Nó có cái vết kiểu chàm đen này anh em nhìn chưa? Đó, thôi nói chung là đây là con thứ hai nha anh em ơi. Yeah. Còn 3 con nữa thôi anh em ơi. Mày à. Được luôn. Anh em ơi, được. À. Khủng. Anh em nhìn cái cân này, Khủng. Úi giời. Úi. Úi. Từ từ anh ơi. Từ từ. Ui, nặng quá anh em ạ. Ui. Ui, xa quá. Anh em ơi nhìn này. Em nhìn cái cần này, nó gập ghế gập luôn này. Ui dồi ôi. Ui, nó bơi ra tít đầu kia. Ui. Ui dồi ôi. Ui giời, cắn chưa? Ui giời cá. Quay đang quay này. Xà lắm, nó bơi ra tít đầu kia kìa. Đâu? Tít ngoài cái đằng bờ bạt kìa. Ui cái cần đấy. Cái cần đấy. Cần thế lấy rau này. Cần tre hay cần câu thật đấy, cần tre. Cần tre, tự chế. Quấn đây à kìa, khoan một kìa. Đây là tít vào kia kìa. Rồi. Con này mà 2 cân. Nào, lên. Ui 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 ui. Úi rồi. Không. Đấy, úi rồi. Thấy chưa? Được rồi. Nó mệt nhanh mà. Tao bảo cho xúc con chân bà gỡ nó nhanh. Không thích xúc với chứ. Phải thế chứ. Đấy. Ủa sao mình đấy nhỉ? Được rồi. Rồi. Chưa kịp quay. Anh em nhìn cái đoạn cần này, cái con này nó vẩy giật, nó gãy gập này luôn mà. Đây này. Gãy gập này luôn. Ê, chứng tỏ cũng sai phết nhỉ, không gãy. Đây cắn rồi. Anh. Được rồi. Từ từ. Con này bé cũng to. Bé hơn con rưỡi. Ừ. Trôi chấm. Ui. Từ. Chứng tỏ bọn này dễ mệt nhỉ. Cô này cá to càng dễ, một lúc là làm ngửa ngay. Chấm. Đấy, bây giờ này dễ ra không? Ừ. Con thứ tư nha anh em ơi. Đây là cá chấm. Mày. Được không? Được. Úi. Được không? Úi, chấm to. Úi. Rồi, coi như là câu xong trận này là cái cần này vứt đi rồi. Hỏng rồi. Ấy. Ui, anh em nhìn này. Cái cần cong phải đúng hình tròn luôn này. Ui. Từ từ. Cái cần của mình bây giờ là cong hình tròn rồi đấy. Cái vút nhỏ hoắt này. Đây này. Ấy. Ấy. Thấy chưa? Anh nghe thấy tiếng gì không? Con thứ 5. Phần thắng thuộc về Lạ Vlog, các bạn thực hiện hình phạt của các bạn đi nào. Ha 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 ha. Like, chia sẻ video và đăng ký kênh Lạ TV nhé.